Cỗ quan tài bay, limousine cua gấp trên đường trời mưa khiến nhiều người thoát tim. Mới đây mạng xã hội xôn xao về video camera hành trình ghi lại hình ảnh chiếc xe limousine của nhà xe Thịnh Phát lưu thông trong điều kiện trời mưa. Khi vào cua do trơn trượt đã quay ngang nhiều vòng trên đường, suýt gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 8, thời điểm diễn ra sự việc, di chuyển theo hướng ngược lại chiếc xe limousine còn có hai xe máy và một ô tô. Khi thấy chiếc xe limousine có dấu hiệu mất lái, người là chiếc xe máy phía sau vội vàng bỏ xe, chạy vào hè đường. May mắn tài xế limousine của nhà xe Thịnh Phát đã bình tĩnh xử lý tình huống, dừng xe an toàn ngay trước chiếc xe máy đang nằm trên đường. Hành khách trên xe cũng như là người đi đường cũng bị một phen hú vía. Video cũng là lời cảnh tỉnh đối với người tham gia giao thông phải đặc biệt lưu ý khi trời mưa, luôn tập trung quan sát đường để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đối với cả tài xế xe tải, xe khách cũng cần chú ý tốc độ khi cua và khoảng cách giữa các xe tránh gây tai nạn nghiêm trọng.